Con này là 500 nghìn nhá. À, các bạn nhìn nhìn những cục u sụn của nó này. Rất quyến rũ luôn. Những cục u sụn của con này rất quyến rũ luôn. Đây, mặt này đây. Mặt trước này đây. Đấy. Nhìn nó như một cái cánh buồm đúng không ạ? Alo, tôi cây 10 nhé. Cây 10 là cây nào bác nhỉ? Mã số 10 là mã số 10. Em đã nai đến mã số 10 chưa nhỉ? 10 cây cho em. À, account test 10 cây cho em. Tôi 10 cây nè. Bác lấy 10 cây á? Thôi bác ơi, các bác nhà mình ơi, em nói thật là like, em like rất là vất vả và mệt mỏi. Các bác đừng trêu em thế nhé. Đấy, công việc nói chuyện em bảo rồi. Cái công việc mà nói nhiều nó còn vất hơn là lao động chân tay. Mà đây em kết hợp cả hai. Vừa lao động chân tay vừa nói nhiều. Mà các bác nhà mình nhìn cái xưởng em. Nó là cái máy tôn nhưng nó không phải là cái điều hòa. Nên là rất là nóng các bác nhà mình ạ. Đấy, bác A câu test đừng để em nóng nhá. Nóng em bật điều hòa đi đấy. Rồi, chọn tiếp nhá. Tôi có chiêu đâu. Không mua thôi. À vâng, em biết bác không mua mà. Vì tôi đi mua chỗ khác. Vâng ạ. Ok bác nha. Chúc bác đi vi hành vui vẻ. Mua đâu cũng được. Đây có con này rất ấy này. Con này rất dày dặn. Hàng sụn này. Hàng sụn rất dày dặn. Nhưng mà có khi con này nó bị cháy rồi. Con này nó bị cháy rồi, bán giá cháy cháy cho các bác nhà mình nhá. Con này để nằm ngang như thế này cũng đẹp. Hảo hán. Tôi để số điện thoại rồi, khi nào ông gọi nhé. Em không có nhu cầu bán cho bác ạ. Em không có nhu cầu bán cho bác. Có cục nu. Bác Văn Dũng Nguyễn à? Bác thích hàng nu à? Hàng nu em lại phải đi mò từng cái một cơ. Em lại phải đi kiểu như là em đi em vạc hết cái vỏ này đi em mới nhìn được cơ. Ít cục nó nổi lên. Ít cục nó nổi lên á. Đây này, thẳng nu đây này. À đây rồi. Đây 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 rồi các bác ơi. Có rồi. Đấy phải ấy hết vỏ như này ra thì mới nhìn thấy đấy. Bỏ hết vỏ ra thì mới nhìn thấy đấy. Ví dụ có cục này nu này vậy. Thôi tôi không mua nữa. Tôi đăng ký ông rồi nha. Đây ạ, cục này nó là cục nu đây. Các bác nhà mình ơi, nhìn thấy chưa ạ? Những cái đốm nu này. Đốm đen nu này. Nu này rất là nhiều nu này. Đấy, nu này. Nu này. Đấy, trần đèn như là hủy này. Đấy, con này khá là nhiều nu ấy. Đây này. Một cái phần nu này. Đấy. Con này dựng dáng lên thì cũng đẹp nha. Con này dựng dáng lên đánh sát xiếc vào là đẹp. Ok, bác đăng ký thì em cảm ơn. Đấy, con này là 450.000 nha. Con này 450.000 nha. Đấy, có nu rồi nha. Con này dựng dáng lên rất đẹp luôn, có nu rồi. Đấy, con này có nu rồi. Con này có lu rồi nhé. Rất đẹp luôn. Làm thêm một cái đế vào nữa là tuyệt vời. 10 điểm luôn các bạn.